Thân chào các bạn. Hôm nay mình ngủ trưa, bà xã mình nói bà xã dặn bà xã là nấu phơi gà, bà xã đem đi ra nghĩa là bỏ đã nấu phơi gà mà chắc là phở gà của Canada quá, nên là nấu nước lèo rồi bỏ đây nọ không có giá, mà chỉ có rau củ này nọ đó, rau củ quả này là rồi này nước tương đen rồi tới homemade grown homegrown vegetables rồi gà rồi trên cái đũa rồi chopstick. Phơi gà này là phơi gà là chắc mới lạ đó, không như cái kiểu của Việt Nam đó, cái này là phơi gà của Canada đó. Có bánh phở đây luôn đó, tự làm bánh phở luôn đó. Mình ngủ trưa mình dặn bà xã nấu phở gà cho mình đó. Trời cũng lạnh rồi các bạn đó, bà xã nấu phở gà vậy đó. Gà nghe sắc nhỏ khỏi thấy luôn, phải que gà man. Chicken inside. Chicken inside? Yes. Oh my god, too small. Can't even see your chicken. Oh my goodness. Oh my gosh. Đó các bạn, bà xã đã nấu vậy đó mà. Đó coi nè. Where's the sauce? Phải gà. Chắc nấu luộc nguyên con gà để lấy nước thôi á, rồi nghĩa là xé thịt ra cũng nhỏ nhỏ luôn, rồi trộn lẫn luôn này luôn, nên ăn thử coi ngon không. Mời các bạn nha. The juice is very good. Good? Where I don't see gà at all. Here. Gà chơi sắc chicken. Nhỏ luôn. Oh my god. So small. Oh my god. Chicken. Oh my god. Chắc bỏ small, nguyên. Sorry. Chắc mua con gà già rồi lấy nước thôi. Còn thịt rồi xương gì bỏ hết. Oh my god. Phở gà. Coi. Phở gà. Deluxe. Potatoes. Carrots. And corn. Vậy là bỏ cả khoai tây, khoai cà rốt, rồi cả bắp trong này nữa. Potato. Corn. Let's see. Potato. Potato. Khoai tây. Corn. Corn too. Oh my god. Bắp nữa. Phở gà đặc biệt á. Phở gà này của hậu á. Change everything. Phở gà. My style. Phở gà không có rau. Phở gà my style. Where my bean sprout. Không có giá nữa. Không có rau luôn. Nó hành đâu? Hành. Riêng riêng. Okay. Remember the vegetables. Oh, in here. The vegetables right here. Oh. Yeah. Yeah. Oh, right here, huh? Yeah. Oh my god. With the homegrown vegetables. Oh, homegrown. Nó như là trồng á. Cái này là tất cả mọi thứ đây là trồng, chỉ có mua gà. Làm phở luôn. Làm phở rồi sắc ra cái xương. Thôi, cũng được. Thôi, thân chào các bạn. Chúc các bạn tuần mới vui vẻ. Hôm nay vẫn còn là lễ lao động đây. Hôm nay là ngày lao động. Đó. Cũng được. Đây là cái gian khác của bên Mỹ. Cái hôn vui. Đây là cái gian khác. Thôi các bạn không có. Giờ là mình sẽ đi hôn môn lần thứ hai nữa đó. Lúc trước mình đi mùa hè, giờ mình đi mùa thu.
cảnh quan nhiều khách sạn hơn. Cái đây cũng được biết được những cái bạn đã đi thác Niagara nè. Đứng trong cái những cái điểm đám cưới của mình đây nè. Ở đây rồi cứ mình đi cả tháng rồi không đi mua nữa các bạn, cho nên bây giờ mình đi nhắn lại thôi, ứng tuổi rồi mình đi nhắn lại thôi, ứng tuổi rồi mình đi đi bán 7-8 ngày rồi, còn cước mình còn trẻ lắm, mình đi cả tháng mà trùng trần mật luôn.